Vào ngày mới, những cánh đồng lúa Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình trong ngày mới của Đài Phát Thanh Truyền Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 8. Ngay sau đây chương trình sẽ bắt đầu với những tin tức trong tỉnh đăng chú ý. Sáng ngày 11 tháng 8, Hội đồng dân thành phố Cao Bằng khai mạc kỳ họp thứ 11, khóa 21, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm năm 2020. 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song hầu hết các chỉ tiêu đều thực hiện đạt kế hoạch đề ra trong đó giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt trên 136 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 2.153 tỷ đồng, bằng 63,3% kế hoạch. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 305 hộ. Lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 278 lượt, phát hiện và xử lý 11 vụ, với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính trên 115 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 5.629 tấn, đạt 99,2% kế hoạch và vượt 0,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc có diễn biến phức tạp, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trở lại tại địa bàn 5 phường xã, buộc phải tiêu hủy 175 con lợn với tổng trọng lượng gần 6.200 kg. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đạt gần 183 tỷ đồng, đạt 59,7% kế hoạch tỉnh giao. Thành phố cũng đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản được hơn 90 tỷ đồng, tiếp nhận 405 hồ sơ xin cấp phép xây dựng, đã giải quyết 343 trường hợp đủ điều kiện, tiếp nhận và giải quyết 228 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức cá nhân. Các thiết chế văn hóa tiếp tục thực hiện, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Buổi chiều ngày 11 và sáng ngày 12 tháng 8, kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng sẽ tiếp tục làm việc với các nội dung thực hiện việc miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, tiến hành thảo luận chung tại hội trường và chất vấn, trả lời chất vấn. Ngày 11 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi huyện Thạch An đã tổ chức họp, tham dự có các cơ quan đơn vị chuyên môn, lãnh đạo 14 xã, thị trấn và một số phòng ban liên quan. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo từ ngày 5 tháng 6 năm 2020, ổ dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát tại xóm Đỏng Lệnh, thị trấn Đông Khê. Đến nay, dịch đã lây lan ra 7 xã thị trấn, gồm thị trấn Đông Khê, xã Đức Xuân, Đức Long, Canh Tân, Kim Đồng, Lê Lai và xã Thái Cường. Với tổng số hộ mắc dịch là 117 hộ, số lợn tiêu hủy là 539 con, tổng trọng lượng tiêu hủy là 30.141 kg. Nguyên nhân tái phát dịch là do các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh, không áp dụng triệt để các biện pháp an toàn sinh học. Sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát, một số hộ chăn nuôi tự ý tái đàn bằng những con giống mua từ các chợ, điểm buôn bán hoặc thương lái không rõ nguồn gốc. Mặt khác, do giá thịt lợn hơi tăng cao, một bộ phận người dân giấu dịch khi lợn có biểu hiện mắc, nghi mắc bệnh người dân đã bán chạy hoặc giết mổ để tiêu thụ, không xử lý chất thải, nước thải hoặc xả thải ra môi trường xung quanh làm lây lan dịch bệnh. Công tác giám sát phát hiện, báo cáo dịch bệnh tại một số xã chưa kịp thời. khi lợn ốm chết người dân không báo cho chính quyền địa phương biết, tự trôn lấp không tiến hành rắc vôi bột, phun tiêu độc khử trùng nên khó khăn cho công tác phòng chống dịch cuộc họp đã thảo luận tìm giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh theo đó cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để mọi người dân hiểu tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo thực hiện giám sát chặt chẽ khi có biểu hiện của dịch bệnh bùng phát phải được phát hiện khoanh vùng dập dịch có hiệu quả Ngày 11 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Lạc đã đến thăm hỏi và động viên gia đình ông Đặng Văn Cùn tại xóm Bản Khiếu, xã Sở Lộ, huyện Bảo Lạc, có hai thành viên trong gia đình bị điện giật tử vong. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8 tại xóm Cốc Xì, xóm Bản Khiếu, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, xảy ra vụ điện giật làm hai người tử vong trong gia đình ông Đặng Văn Cùn, đó là vợ Lý Thị Tiên sinh năm 1978 và cháu gái Đặng Thị Ngọc Luyến, sinh năm 2016. Nguyên nhân do gia đình cài dây điện vào chuồng gà chống trộm. Cháu Luyến không biết đã cầm vào dây điện bị giật gây tử vong. Bà Tiên đi lấy rau lợn về nhìn thấy cháu gái bị điện giật đã vào cứu nên cũng bị điện giật tử vong. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng như công an, kiểm sát, y tế, ủy ban nhân dân xã Sơn Lộ đến hiện trường để lập biên bản xác minh nguyên nhân dẫn đến tử vong. Ủy ban nhân dân xã Sơn Lộ đã thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình với số tiền trên 6 triệu đồng. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã thăm hỏi trao số tiền 26 triệu 500 nghìn đồng hỗ trợ cho gia đình ông Đặng Văn Cùn, động viên gia đình vượt qua nỗi đau thương, lo hậu sự cho các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống. Ngày 10 tháng 8, tổ chức Action Aid tại Việt Nam, viết tắt là AVV, đã cấp 50 tách nước inox tần Á cho 50 hộ đồng bào dân tộc Mông, Giao, tại xã Ngọc Động và xã Lương Thông, huyện Hà Quảng. Đây là chương trình được thực hiện nhằm giảm thiểu, ảnh hưởng do dịch COVID-19, tác động đến đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ban quản lý chương trình hỗ trợ phát triển của huyện đã trao và lắp đặt 50 tách nước cho 50 hộ dân. Thông qua chương trình được thực hiện đã giúp đỡ người dân tích trữ nước sinh hoạt vào mùa khô, nhất là các điểm vùng cao hiện nay đang thiếu nước trầm trọng, tạo điều kiện cho người dân an tâm lao động sản xuất ổn định cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Từ đầu năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an huyện Hòa An đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội để triển khai hiệu quả Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Đến nay, Công an huyện Hòa An đã thu hồi được 33 khẩu súng các loại, 46 viên đạn quân dụng, 2 quả đạn cối 60 mm phát hiện và xử lý hành chính 11 vụ, xử phạt 32 triệu đồng với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục giả soát, triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền kết hợp dân đe giáo dục, kiên quyết xử lý để kịp thời ngăn chặn những sự việc đáng tiếc liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chuyển sang phần tin trong nước, tại Đà Nẵng trong những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thì tinh thần đoàn kết, đồng lòng chống dịch của người dân lại càng cao. Hàng trăm tiểu thương tại các chợ đống đa khoác lên mình những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, tạo nên một khí thế quyết tâm chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Đà Nẵng ơi, cố lên! Đi khắp chợ, đầu đầu cũng là hình ảnh tiểu thương mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng dòng chữ cổ vũ đầy tự tin này. Đây chính là thông điệp mà hơn 1.500 tiểu thương tại 4 chợ, gồm chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Đống Đa và chợ Đầu Mối tại Đà Nẵng, gửi gắm tới mọi người dân, tự nhắc nhở bản thân và cộng đồng cùng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định để sớm chiến thắng đại dịch. Thì thương mà cái áo này là để là cố vụ đánh thẳng để mà để gọi kêu gọi đồng bào là hạ là chúng tay chung sức để đẩy lùi cái covid đi đi càng sớm càng tốt. Tuy là thầy covid tới nhưng mà mặc cái áo này rất là tự tin để mà mình phải chiến thắng vượt qua cái covid này. Mọi người mặc áo này để công chúng sức để vượt qua cái dịch này. Thì cũng thương xướng đi chờ nhưng mà ví dụ những cái ngày ví dụ như là à, đá bánh thì họ cũng mặc nè. Rồi à, những ngày bây giờ những ngày dịch như đi họ cũng mặc để cho họ phục vụ phụ tính thân mình để vượt qua dịch này. Ban quản lý chợ còn phân công các thành viên thay phiên túc trực, kiểm soát chặt chẽ, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn đối với tất cả các trường hợp ra vào chợ, nhắc nhở giãn cách khi mua bán hàng nhằm đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho hộ kinh doanh là vừa kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm mua bán là đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như thực hiện à, các cái quy định về giãn cách xã hội đồng thời là cổ vũ cái tinh thần mỗi người kinh doanh là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch là chúng tôi luôn luôn là cổ vũ à, mặc áo đồng phục với tinh thần là cổ vũ Đà Nẵng cố lên các tiểu thương cũng tự giác chấp hành nghiêm các quy định giá cả hàng hóa, không tăng giá hàng hóa bất hợp lý, không đưa tin thất thiệt về thị trường, không gian lận về giá, tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng nhằm tăng giá gây bất ổn thị trường. Thưa quý vị và các bạn, tang lễ nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu sẽ được tổ chức theo nghi lễ quốc tang vào ngày 14 và ngày 15 tháng 8 năm 2020. Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được quản tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2020 đến 12 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2020. Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 năm 2020 tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 14 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Cùng thời gian này tại hội trường thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và hội trường 25B đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu. Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Lê Khả Phiêu tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa trong hai ngày quốc tang 14 tháng 8 và 15 tháng 8 năm 2020, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Viettel vừa được công nhận là công ty có ảnh hưởng nhất tại châu Á. Tại Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc và bền vững châu Á, Viettel là công ty duy nhất ở Việt Nam nhận được giải thưởng này. Thông tin trên báo công an nhân dân.com.vn Đây là giải thưởng dành cho các doanh nghiệp bền vững và tiên phong tại châu Á, có sức ảnh hưởng tới người dân và các mối quan hệ quốc tế. Các doanh nghiệp được lựa chọn dựa trên sức tăng trưởng, nhân lực, mức độ sáng tạo, tâm ảnh hưởng của thương hiệu tại châu Á và mức độ cam kết đối với các mục tiêu phát triển bền vững. Với sứ mệnh tiên phong kiến tạo xã hội số, Viettel triển khai nhiều dự án chuyển đổi số tại nhiều quốc gia, trong đó có 5 quốc gia tại châu Á. Tại tất cả các quốc gia này, Viettel tập trung phát triển chính phủ điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số cho lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông. Viettel đã đưa 5 quốc gia châu Á là Việt Nam, Campuchia, Lào, Đông Timor và Myanmar góp mặt vào danh sách những nước còn tiến bộ vượt bậc và tiên phong về viễn thông và công nghệ thông tin trên thế giới. Nhờ đó, quý 2 năm 2020, doanh thu data tại thị trường nước ngoài của Viettel đạt nửa tỷ USD, tương đương 106,2% kế hoạch. Doanh thu ví điện tử đạt 6 triệu USD, tương đương 127% kế hoạch. Thuê bao ví đạt 154% kế hoạch, chiếm tỷ trọng 8% tổng thuê bao. Viettel cũng đi đầu về an ninh mạng, Viettel đã có bộ công cụ bảo vệ an ninh mạng hiệu quả và đang là nòng cốt bảo vệ cho nhiều hệ thống quan trọng của chính phủ, bộ, ngành và nhiều doanh nghiệp lớn. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 74-2020-TT-BTC quy định mức thu nộp phí sử dụng đường bộ. Theo đó, từ ngày 10 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách sẽ chỉ phải nộp phí bằng 70% mức thu theo quy định trước đó. Cụ thể, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng sẽ chỉ nộp phí bằng 70% mức thu quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, mục 1, biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo thông tư số 293-2016-TT-BTC mức phí quy định tại thông tư số 293-2016-TT-BTC là từ 130.000 đồng một tháng đến 590.000 đồng một tháng. Nếu 30 tháng sẽ có mức phí là từ 3,66 triệu đồng đến 16,6 triệu đồng tùy loại xe. Đối với xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo chỉ nộp phí bằng 90% mức thu quy định tại điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8, mục 1. 1 biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành theo thông tư số 293 2016 TT BTC. Trong thời gian thông tư có hiệu lực, xe ô tô chuyển từ không kinh doanh vận tải sang kinh doanh vận tải thì thời điểm áp dụng mức phí theo quy định tại thông tư này tính từ ngày xe ô tô được ghi nhận trong chương trình quản lý kiểm định của cục đăng kiểm Việt Nam là xe ô tô kinh doanh vận tải. Trường hợp xe ô tô đã được nộp phí theo mức quy định tại thông tư số 293-2016-TT-BTC cho khoảng thời gian có hiệu lực của thông tư này, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí tranh lệch giữa mức phí theo quy định tại thông tư số 293-2016-TT-BTC với mức phí theo quy định tại thông tư này vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 10 tháng 8 năm 2020 theo quy định ban hành kèm thông tư số 293-2016-TT-BTC. Trên báo người lao động.com.vn đưa tin, một gương mặt có tên tuổi trong giới thời trang Việt được mệnh danh là người gây ảnh hưởng hay còn gọi là fashion influencer vừa bị cảnh sát úc bắt vì tội trộm cắp. Theo thông tin từ Seven News Sydney đưa tin, Lê Bảo Trung, một fashion influencer, còn được gọi là người tạo ảnh hưởng về mặt thời trang, 25 tuổi vừa bị bắt hôm 7 tháng 8 vừa qua với cáo buộc trộm nhiều món hàng hiệu tại các cửa hàng Sydney và Melbourne. Thống kê cho biết, số hàng hiệu mà Lê Bảo Trung đánh cắp có giá trị lên đến 50.000 AUD, tương đương 830 triệu đồng. Bản tin của Seven News Sydney mô tả khá rõ về lai lịch của Lê Bảo Trung. Theo đó, Trung là một fashion influencer có tiếng tăm với 53.000 lượt người theo dõi trên Instagram. Trên tài khoản Instagram của mình, Lê Bảo Trung thường xuyên khoe chiến tích shopping mua sắm, hàng hiệu với nhiều mẫu túi xách đến từ các thương hiệu danh tiếng như Christian Dior, Louis Vuitton, Gucci, Celine. Đáng nói, đó đều là đồ ăn cắp. Thẩm phán nhận định rằng hành vi ăn cắp hàng hiệu rồi khoe lên mạng xã hội là biểu hiện của chứng ái vật nghiện không thể kiểm soát với hàng hiệu và lấy đó làm lý do để từ chối đề nghị bảo lãnh. Tuy nhiên, Trung đưa ra cam kết sẽ xóa toàn bộ các tài khoản mạng xã hội hiện có cũng như bỏ hoàn toàn mạng xã hội. Thẩm phán đã đồng ý với cam kết này và cho phép bảo lãnh. Theo đó, Trung sẽ phải bỏ hoàn toàn mạng xã hội và không được bước chân vào bất cứ cửa hàng nào ngoại trừ siêu thị. Ngoài ra, anh ta cũng phải báo cáo với sở cảnh sát Surrey Hill, Sydney hàng ngày. Nhằm góp phần tuyên truyền về năm Chủ tịch ASEAN 2020 với chủ đề Gắn kết và chủ động thích ứng, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức phát hành bộ tem Việt Nam chào mừng năm ASEAN 2020. Bộ tem gồm một mẫu có giá mặt 4.000 đồng, khổ 37 x 37mm, được thiết kế trả lề do họa sĩ Trần Thế Vinh thể hiện Hình ảnh chính trên mẫu tem là quốc kỳ của 10 nước ASEAN được sắp xếp như hình giải lụa lượn vòng quanh biểu tượng của Hiệp hội. Điểm trên cùng của chuỗi 10 quốc kỳ là quốc kỳ Việt Nam, thể hiện vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020. Sát cảnh quốc kỳ Việt Nam là những con chim lạc vốn là biểu tượng đẹp đẽ, linh thiêng ngàn đời của người Việt, tượng trưng cho ước mơ vươn cao, ý chí quyết tâm của các nước thành viên ASEAN trên con đường sáng tạo và phát triển hướng đến tương lai đoàn kết thống nhất. Khối hình ảnh chính của mẫu tem thêm nổi bật khi được đặt trên màu nền xanh coban biểu tượng cho hòa bình của các quốc gia dân tộc. Bộ tem Việt Nam chào mừng Năm ASEAN năm 2020 được cung ứng trên mạng lưới biêu chính công cộng đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Các bộ tem biêu chính về ASEAN là một kênh truyền thông hữu hiệu giúp nâng cao vị thế uy tín của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế. Theo Bloomberg, báo cáo của công ty truyền thông xã hội Facebook và công ty tư vấn Penencio ngày vừa qua cho biết, số lượng người mua hàng hóa hoặc dịch vụ theo hình thức trực tuyến ở khu vực Đông Nam Á dự kiến đạt 310 triệu người vào cuối năm nay. Điều này cho thấy tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19 lên sự phát triển của ngành thương mại điện tử. Trước đó, một trong báo cáo phát hành năm 2019, các công ty này đã dự báo con số 310 triệu lượt người cho năm 2025. Báo cáo cho thấy gần 70% dân số từ 15 tuổi trở lên ở khu vực Đông Nam Á sẽ chuyển sang tiêu dùng trực tuyến vào cuối năm 2020 và chi tiêu trực tuyến trung bình mỗi người sẽ tăng gấp 3 lần so với năm 2019, lên mức 429 USD vào năm 2025. Nghiên cứu được thực hiện vào tháng 5, dựa trên kết quả khảo sát trên 16.500 người tiêu dùng trực tuyến đến từ 6 quốc gia: Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy chi tiêu trực tuyến của Đông Nam Á hiện chiếm 5% tổng thị trường bán lẻ, vượt qua tỷ lệ 4% của Ấn Độ. Tổng giá trị hàng hóa thương mại điện tử tăng 23% mỗi năm từ 2018 đến 2020 nhanh hơn Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ trong cùng kỳ. Ngay cả khi Covid-19 đang ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế, tổng chi tiêu bán lẻ trực tuyến của khu vực vẫn được dự đoán đạt 53 tỷ USD trong năm nay, trước khi tăng gấp 3 lần lên 147 tỷ USD vào năm 2025. Trước tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại vào những ngày gần đây, chúng ta không thể lường trước được tình hình sức khỏe của bản thân. Vậy khi có những biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19, bạn cần phải làm gì? Trong tiểu mục sức khỏe thưởng thức ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những thông tin cần lưu ý. 1. Bình tĩnh Tinh thần là một yếu tố quan trọng để giữ hệ miễn dịch tốt, và hệ miễn dịch tốt chính là chìa khóa để phục hồi bệnh COVID-19 và các bệnh khác do virus gây ra. 2 xem xét các triệu chứng và bệnh sử của mình. Cần xem xét lại các triệu chứng và bệnh sử của mình nếu bạn nghi ngờ bản thân mắc COVID-19 do tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 hay khi có những triệu chứng như sau. Sốt, hơi ớn lạnh, khó thở hay thở đứt đoạn, ho, mệt mỏi, đau nhức cơ thể hay cơ bắp, mất khứu giác hay vị giác, mất khả năng ngửi mùi hay nếm đồ ăn, đau cổ, nghẹt mũi tiêu chảy, ói mửa và buồn nôn. 3. Đi test COVID-19 miễn phí để dễ dàng xác nhận bệnh. Các bạn có thể tìm kiếm và truy cập các trang web để biết chỗ xét nghiệm COVID-19 hoặc có thể liên hệ trực tiếp với bác sĩ để đặt lịch bệnh viện xét nghiệm. Khi nào các bạn nên gọi cấp cứu? Đó là khi khó thở, đau hoặc thắt ngực liên tục, mới bị lú lẫn, khó thức dậy hoặc môi nhợt nhạt, tim tái. 4 chữa trị các bệnh mãn tính. Bạn nên chữa trị các bệnh mãn tính như bệnh cao huyết áp, tiểu đường, thấp khớp, cao mỡ hay các bệnh ung thư và tim mạch vì các bệnh này sẽ làm hệ miễn dịch của bạn yếu đi và khả năng bạn bị bệnh hoặc tử vong sẽ cao hơn. Ngoài ra cần đi khám bác sĩ, kiểm tra máu và kiểm tra mức độ vitamin D, vì thiếu vitamin D sẽ dẫn đến các biến chứng của bệnh COVID-19 hay các bệnh khác về xương khớp và hệ miễn dịch. Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trong ngày mới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.